Đấy, cây lạc tiên này quả sai từ đất, từ gốc lên quả đấy. Quả cực kỳ bóng nhẵn như quả dừa mà rất sai quả. Cây này sai quả lắm, cây này mới trồng được mấy năm thôi mà sai quả thật. Trồng trong gầm đàn bầu nhưng bây giờ nó cao hơn đàn bầu, quả nó sai thế này. Cây lạc tiên này rất nhiều quả. Đó, cao quả đây. Gốc chặt cành đi ra quả sát gốc, bên trên cũng nhiều quả. Quả này thường xuyên là để nó già người ta bóc về ngọt, bóc sấy ngâm rượu uống chữa đau lưng xương khớp. Còn nhiều những công dụng khác nữa thì mình cũng chưa biết hết được. Những cây này là ở miền Nam mới có nhá, chứ không phải, nhưng bây giờ ngoài miền Bắc này là cũng có thì cũng trồng được. Đất ngoài Bắc này bây giờ cũng thấy trồng được, cũng sai quả. Còn đúng ra loại cây này chỉ ở miền Nam mới có. Quả rất sai. Cũng được mà, năm nay mới bói năm đầu tiên mà cũng được vài chục quả. Đây, hoa quả này. Hoa này, quả này. Chùm mình đang nở hoa quả này. Đây nữa. Cành ấy này có hoa đang đầu cành. Này. Cái hoa và cái quả nó bé bé đấy. Hết cái đợt quả này đi thì lại cái đợt quả bé thì nó lại lên. Rất to mà rất nhặn, quả bóng lơ như của đấy luôn. Đấy, quả cành này hai quả, quả nhẵn rất to, quả nhẵn lơ bóng. Mà thân gốc
cũng to hai cành. Cây nó cũng xum xuê nhiều cây bưởi. Quả thì nếu nhìn xa thì cũng như thế, nhưng mà gần thì lại khác. Lá, mỗi cái lá nó khác thôi. Lá nó theo cành nó lên, lá nó bé. Đây, chỗ này ra quả. Đây, đây quả này. Đang ra quả cái thân cành. Quả nó ra cái thân cành. Đây, hoa của nó đây. Hoa nó ra thân cành này. Hoa đấy. Hoa. Quả của cây lạc tiên đây, là ngoài này là quả đây, đây là cái hoa, chỗ này nó đang chuẩn bị ra cái nữa đây, mắt trắng trắng này. Đấy quả nữa đây. Quả bé bé đang ra hoa này, ở đầu lá đây. Đấy quả này. Đây nó lở hoa đấy, đây là cái hoa nó lở xòe ra rồi đấy. Rất xa, mỗi cành mấy quả ra nhỉ. Đây quả, quả ở đây, hoa lở đây, hoa đây, đây đây cũng ra mấy mắt đang nụ để lở hoa đây, nụ hoa đang ra đây nè, quả đây, ở đây là hoa đây nữa này. Đấy, nó mọc thân ra này. Hai cái cành này đường kính cũng phải hơn 10 phân đường kính. Nếu tính theo vanh của nó chắc là phải tầm 30 gì đấy. Đường kính ấy của nó tầm 10 phân một cành. Quả này gọi quả gì? Người thì gọi quả đào tiên, người thì gọi quả lạc tiên.